Italia. Người đâu? Xảy ra chuyện rồi. Đây mới chỉ là khởi đầu. Xem ra sau này chúng ta khó mà sống yên ổn. Tôi đi tìm túi cho cậu. Tôi mang tiền tới. Tôi muốn đổi lấy chiếc túi. Lần trước đã thỏa thuận rồi, 500 euro. Tôi vốn là người nói lời giữ lời. Nhưng lần này, ban cậu đã làm lỡ của tôi, nên tôi phải tăng giá. Cậu phải bỏ ra 3.000 euro. Tôi mới đưa túi cho cậu. 3.000. Ông nằm mơ sao? Tôi đào đâu ra từng đó tiền? Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Ông không cần thì trả lại tôi. Buông ra. Buông ra. Người Trung Quốc các cậu rất coi trọng tình anh em. Nhưng sao cậu ta lại đối xử với cậu như thế? Cậu ta dám cúp điện thoại của tôi. Xin các ông hãy tin tôi. Tôi thực sự không có khoản tiền các ông cần. Tên họ Trần nói lung tung. Đó là chuyện của cậu ta, liên quan gì tới tôi? Cậu ta là đồ đần, đồ kém thông minh. Tôi đảm bảo cậu ta sẽ không báo cảnh sát. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Người trình báo là tôi. Chính tôi đã báo cảnh sát. Không liên quan gì đến tôi. Các ông thả anh ấy ra. Để tôi thay thế anh ấy. Tôi hứa sẽ không phản kháng. Để anh ấy đi đi. Trần Hiếu Chính, đồ đần. Đánh lại đi nào. Đổi tay khác được không? Sắp gãy rồi. Lần này tôi không mắc nợ anh nữa. Trần Hiếu Chính, buồn lắm. Túi. Không sao chứ? Đầu anh chảy máu rồi, đứng dậy. Không sao chứ? Trả cậu. Không sao chứ? Cậu vô lương tâm quá. Cậu chỉ nghĩ đến đồ của mình. Tôi nói cho cậu biết. Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh.
3 năm sau. Đừng có kéo tôi. Cho tôi uống một ngụm nào. Đồ nhỏ mọn. Trần Hữu Chính, cậu sa ngã rồi. Tới Ý 3 năm mà đã tranh rượu với tôi. Sau này đừng có tranh phụ nữ với tôi. Chủ nghĩa tư bản đáng ghét. Trả lại tình yêu cho tôi. Nói thật đi, dạo này bài vở thế nào rồi? Đừng nhắc nữa. Sau khi tôi đến Ý, chuyện khiến cho tôi hối hận nhất là quen biết anh. Cứ tiếp tục thế này, đến cuối kỳ tôi không biết còn bỏ bao nhiêu môn nữa. Khi còn ở trường, tôi vốn là một học bá. Nói cho cậu biết, tôi cũng thế. Cậu đã đến Ý thì không thể phụ lòng cảnh đẹp rượu ngon, và đặc biệt là phụ nữ nơi đây. Nếu không, cậu sẽ phạm tội ác đầy trời. Thôi đi, đó là tội của anh. Tôi không cùng gu với anh đâu. Không ngờ cậu lại là người trung tình đến thế. Sao hả? Vẫn nhớ đến cô gái kia à? Có bút và giấy không? Không được nhìn trộm. Trên mảnh giấy này là tên người chúng ta yêu nhất. Nếu sau này chúng ta vẫn có thể tìm thấy chiếc chai, tôi hy vọng chúng ta đã được ở bên người mà mình yêu nhất. Hồ Giang. May mà chỉ có một giấc mơ. Nguyễn Nhi, sao cậu lại ngủ đứng thế? Mình buồn ngủ quá. Chúng ta đã nói là thay phiên nhau trực mà. Cậu ngủ quên thì nếu công trường xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm? Mình vẫn đang trông chừng, trông đến mức ngủ gật luôn đi. Luồn cuối vừa dẫm để chạy đến Đông Phương Hưng Thần,
ai ngờ ở đây lại nắng dầm mưa về thế này. May mà mình vốn đẹp đẽ, nếu không sẽ sớm bị phơi thành bao công luôn. Được rồi, dù cậu có bị phơi đen thì cũng vẫn là bad boy. Đi thôi, mình không muốn đi nữa. Đi thôi. Mau lên. Đã 1052 ngày rồi sau khi tốt nghiệp, tôi và Quyên Nhi được nhận vào Đông Phương Hưng Thần, mà tất cả sinh viên kiến trúc hằng mơ ước. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Nguyễn Nguyễn nhận được cơ hội làm việc tại một doanh nghiệp nằm trong top 500 doanh nghiệp, tương lai tươi sáng. Cậu ấy vẫn ngồi trên chuyến tàu mang tên Nguyễn Nguyễn, liên tục chạy qua chạy lại giữa Bắc Kinh và Ôn Châu, bảo vệ tình yêu giữa cậu ấy và Triệu Thế Vịnh. Nguyên Như đã hoàn thành được cuộc biến đổi ngoạn mục, trở thành nhân vật nổi tiếng trong thành phố. Đêm đêm ca hát, lưu luyến bình trình giữa hàng tá anh đẹp trai giàu có. Mấy năm nay Trương Khai nhảy việc vô số lần. Bây giờ anh ấy làm quản lý cho một trung tâm môi giới nhà Đức. Sau khi tốt nghiệp, mọi người không còn gặp lại Khai Dương nữa. Nghe nói vì không muốn làm công việc gia đình sắp đặt sẵn cho cậu ấy nên đã đi du học nước ngoài rồi. Tiểu Bắc vẫn không có tin tức gì cả. Chúng ta cũng là nhân viên của Hưng Thần. Những người ngồi ở trong văn phòng được ở chung cư, còn những người chạy việc trên công trường như chúng ta lại phải ở tầng hầm. Công ty có quá nhiều nhân viên, tầng hầm lại gần công trường nữa. Chúng ta đâu có cách nào khác đâu. Bên ngoài tạnh mưa rồi mà nhà chúng ta vẫn dột. Không được, không được. Cậu đi đâu vậy hả? Làm gì thế? Thả tôi ra. Tôi không muốn sống dưới đường ống nước. Tôi muốn ở biệt thự to, ở chung cư lớn. Có biết Thương Hoa Thiết Ngọc không hả? Mẹ anh không dạy anh cách lái xe à? Cười cái nỗi gì. Mình chúc cậu sớm biết ước mơ thành sự thật. Cậu ở đây vẫn chưa đủ hả? Thực ra mình thấy việc sống ở đây mỗi ngày cũng không phải là chuyện xấu. Cậu nghĩ mà xem, nếu mỗi sinh viên học kiến trúc và xây dựng sau khi tốt nghiệp đại học lại chỉ từng ở công trường, thì sao có thể thực sự nắm chắc được kiến trúc chuyên ngành chứ? Cuộc sống như vậy mới khiến cho mình cảm thấy rằng mỗi ngày mình đều có cố gắng nỗ lực tiến gần đến ước mơ trở thành một nhà thiết kế. Đừng tưởng mình không biết, cậu làm như thế vì cái tên Trần Hiếu Chính. Đúng vậy, đúng là vì mình muốn chứng minh cho anh ấy thấy, dù không đến nước tư bản chủ nghĩa đáng ghét kia, ở lại trong nước cũng nhất định có thể thực hiện được ước mơ làm nhà thiết kế của mình. Ai? Ôn Châu. Cục trưởng Bạch, bà Tần. Chào ông bà, hoan nghênh. Đây chính là cô Bạch Lộ phải không? Ôi xinh quá. Thế Vĩnh à, chú Bạch là cục trưởng cục công thương. Việc kinh doanh những năm qua của nhà ta tất cả là đều nhờ chú Bạch đấy. Khách sáo quá. Mời mọi người vào trong.
Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, anh đến rồi, xin lỗi, để em chờ lâu. Không sao, em ở đây ngắm cảnh đêm cũng rất đẹp. Mẹ anh... Không sao đâu, thật đấy. Có lạnh không hả? Không lạnh, em lạnh không? Anh xin lỗi. Ngốc quá. Em không có giận thật mà. Sao mà phải xin lỗi, không cần đâu. Thật đấy. Em đói quá, đưa em đi ăn đi. Được không? Đều tại anh muộn vậy mới đến đón em. Hai em muộn thế này mới được ăn cơm. Không sao, chỉ cần anh đến bên em là được rồi. Thế Vĩnh, em muốn hỏi anh một câu. Anh đã từng nghĩ có thể đến Bắc Kinh chưa? Đi Bắc Kinh lập nghiệp. Anh nghĩ xem, anh học chuyên ngành tài chính, thành tích tốt như vậy, bây giờ ở cục du lịch, có phải hơi đáng tiếc không? Em vẫn nhớ lúc ấy, anh kể em nghe về định luật ít ương, quản lý nấm, trong ánh mắt tràn đầy những khát khao. Anh đã từng nghĩ đến việc thử lại một lần nữa chưa? Có lẽ dáng hình khi ấy mới là dáng hình tốt nhất của anh đó. Thế Vĩnh, Nguyễn Nguyễn, em nhìn nơi này đi. Vòng quay ngựa gỗ, phố thương nghiệp giá rẻ này, quán cà phê giá rẻ, chợ giá rẻ. Em có thích chỗ này không? Em không thích. Anh thích. Anh thích nơi này. Anh thích Triệu Thế Vĩnh, sau này sẽ cắm chốt ở đây. Anh đã định trước là thuộc về nơi này. Em hiểu ý anh không? Không phải, hiểu... Không phải, Thế Vĩnh. Em thực tế một chút đi, Nguyễn Nguyễn à. Em tưởng đi Bắc Kinh dễ dàng đến thế sao? Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp phiêu bạt ở Bắc Kinh? Được, không nói định luật ít ương nữa. Không có định luật ít ương nữa, hiểu không? Bây giờ không có, mãi mãi không có. Được, bây giờ anh ở nơi này có 4.000 tệ. Mỗi tháng anh có thể ăn mặc thoải mái. Đến Bắc Kinh rồi, tiền lương 2-3 ngàn. Anh phải thuê phòng mất hơn 1 ngàn. Phải ở ghép với người khác, trong căn phòng bé tẹo có 10 mét vuông. Chúng ta khó khăn lắm mới vượt qua được. Sau 4 năm lại là 3 năm. Chúng ta phải chờ đến bao giờ mới có thể kết hôn chứ? Mới có thể có gia đình của mình. Đợi đi hả, Nguyễn Nguyễn? Đợi đi, đợi, đợi. Thế Vĩnh, anh đừng có đi bà được không? Lúc nãy là em không đúng. Em không nên nói như vậy. Sau này em sẽ không như thế nữa. Em nghĩ chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, dù thế nào em cũng chấp nhận. Tòa nhà phía đông đã đo xong rồi. Đúng, số liệu bên này tôi đều đo đạt xong. Chuẩn rồi. Đúng, đều ghi cẩn thận cả. Được rồi. Tòa nhà phía tây, bên đó, đi đi, đi đi. Tin cực lớn đây. Tạm biệt, chúng tôi đi trước đây. Mình nói cậu nghe, công ty bắt đầu làm báo cáo rồi. Hàng năm chúng ta đều làm báo cáo mà. Lần này khác đó, nguồn tin nhỏ. Nghe nói phó chủ tịch Chu sẽ chọn một thư ký trong số nhân viên báo cáo chúng ta. Thật à? Buổi tối còn có liên hoan, lần này mình phải thể hiện thật tốt. Sau đó mình sẽ có thể rời khỏi công trường, rời khỏi tầng hầm, tiến thẳng vào công ty. Tối quá, chúc mừng cậu. Yên tâm, đợi sau khi mình vào tổng công ty rồi, mình cũng sẽ che chở cho cậu. Như vậy cậu cũng tiến gần một bước đến tổ thiết kế phòng dự án. Cảm ơn. Nói hay quá. Nào, đưa hết đồ cho mình. Hôm nay cho cậu nghỉ ngơi một ngày.
Trước đây cậu ngày nào cũng muốn lười biếng mà. Sao hôm nay chăm chỉ vậy? Mình phải cố gắng, chuẩn bị cho lần báo cáo này. Đi 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 đi. Đi đi. Tạm biệt. Italia, sao vội thế? Sao không chờ tới sáng hãy đi? Lần này ba tôi phát bệnh rất nghiêm trọng, tôi phải bay chuyến sớm nhất. Đặt cái to vào trước đi. Đừng lo, bố con sẽ chóng khỏe thôi. Cảm ơn. Có thể giúp tôi chăm sóc người thân yêu này không? Yên tâm đi. Tạm biệt, tạm biệt. Đưa vali cho tôi lên trước đây. Chú ý an toàn. Nếu chú khỏe lên thì quay lại sớm đó. Nếu lưu luyến thì về nước cùng tôi. Cho cậu một cơ hội để hôn tôi. Chẳng may tôi không quay lại. Đùa cậu thôi. Nhìn mặt cậu bị dọa trắng bệch ra kìa. Hôm nay rất vui mừng được gặp mọi người ở đây. Các vị ngồi đây đều là sinh viên sau khi tốt nghiệp, trong quá trình tìm việc, trải qua nhiều vòng tuyển chọn, gia nhập Hưng Thần. Tương lai của Hưng Thần còn phải dựa vào sự nỗ lực chung của mọi người. Hưng Thần có các bạn, nói chung ta đấy. Cảm ơn công sức của mọi người đã bỏ ra. Mời mọi người cùng nâng ly để chúc mừng, cạn ly vì tương lai của Hưng Thần chúng ta. Cảm ơn các vị. Cạn ly. Vị chủ tịch Ngọc này chính là tấm gương vô cùng mẫu mực, là một người phụ nữ tay trắng lập nghiệp thành lập Hưng Thần. Trong nước có rất nhiều kiến trúc đều từ Hưng Thần. Cô gái xinh đẹp mặc đồ trắng kia là ai? Cô ấy tên là Thi Khiết. Trước đây là thư ký của ông Chu, bây giờ là thư ký của chủ tịch. Trẻ thế mà có thể làm thư ký chủ tịch sao? Bộ phận nhân sự phụ nữ có riêng phòng hơn đàn ông. Huống hồ lại là cô gái xinh đẹp thế kia. Đến rồi, mau mau. Chào chủ tịch. Các vị, vị này chính là chủ tịch. Vị này là phó chủ tịch Chu. Vị này là chủ tịch Chu. Vị này là giám đốc Phùng, giám đốc Lục, giám đốc Cát, từ các chi nhánh. Còn vị này, các vị à, thật vui mừng. Chúc mừng mọi người. Cảm ơn chủ tịch. Cảm ơn chủ tịch. Cảm ơn chủ tịch. Hai vị này chính là hai bông hoa nhỏ của Hưng Thần trong truyền thuyết hả? Không sai. Người đầu tiên là Trịnh Vi, người cuối cùng là người họ Hứa. Cuối cùng liên tuyển hai cô bé này đấy. Được rồi, sau này giữa các chàng trai độc thân trong công ty lại nổi một trận giông bão rồi. Hai cô gái, rót rượu đầy vào đi. Chúc lãnh đạo của chúng ta nào. Mỗi người uống ba ly. Rót rượu đi nào. Con gái có thể uống một chút cũng được rồi, như vậy sẽ tỏ ra khí thế. Vị tướng của Hưng Thần cần sự khí thái này. Được rồi, rót ít thôi, đủ rồi.
Vậy em xin chúc các vị lãnh đạo của công ty một ly nào. Được rồi, đủ rồi. Cô bé này thật là thú vị. Được lắm, được lắm. Lê Duy Quyên, uống đi nào. Vậy em cũng thay mặt lực lượng mới xin được chúc các vị lãnh đạo một ly. Bình thường em uống rượu không được tốt. Hồi đại học, cậu uống rất giỏi mà. Nói nhiều thế. Được rồi, được rồi. Vậy em xin chúc các vị lãnh đạo một ly à. Được rồi. Hai cô bé này đều có lòng ghê. Được lắm. Xin chào Phó Chủ tịch. Tiểu Lê, đúng không hả? Hôm nay biểu hiện của công trường, cô chăm chỉ, cô hiểu rất rõ về tình hình cơ bản. Sau này tương lai rộng mở đấy. Thật à? Cảm ơn Phó Chủ tịch Chu. Vậy em không làm phiền Phó Chủ tịch Chu nữa. Ngài nghe đi ạ. Chào Phó Chủ tịch, tạm biệt. Tốt quá. Alo. Nào, chúng ta uống tiếp một ly nữa. Càng ly. Ví ví, đừng có uống nữa. Cậu muốn chết sao? Đừng uống nữa. Nguyên Nhi, cậu quay lại rồi hả? Nguyên Nhi của chúng tôi cũng cùng uống với mọi người. Uống đi, uống đi. Nào, uống đi nào. Đừng có cản. Chúng tôi đang uống. Đừng có cản mà. Với lại, tửu lượng của Vivi rất tốt. Nào, rót đây đi. Đừng có cản mình. Đừng có ầm ĩ nữa. Cậu sợ mình uống say sẽ nói lung tung chứ gì. Cậu còn muốn nói gì nữa? Nói cho mấy người này. Tôi lớn rồi, trưởng thành rồi. Tôi không giống như hồi học đại học nữa. Giờ câu nào tôi nói ra cũng là lời từ đáy lòng. Sao không cho người ta nói chứ? Có gì thì cũng phải nói. Cụ của con ơi, còn muốn nói gì nữa? Nói đến hưng thần. Nói về hưng thần đi. Nói đi, nói đi. Hưng thần đích thực đã xây dựng rất nhiều công trình kiến trúc danh tiếng cho đất nước ta. Nhưng mà, đừng có nhưng. Nhưng quan niệm thiết kế của Hưng Thần đã lạc hậu lắm rồi. Biệt thự Vịnh Liền Kề đánh vào chủ đề khiêm nhường mà lộng lẫy sâu sắc. Có khác gì là dự án làm quốc tế trước đó chứ? Chẳng có cảm giác thiết kế gì cả. Đó là nhà, khác mà. Đúng, là nhà. Nhà thì có nghĩa cứ khư khư với khuôn mẫu cũ hả? Vivi, ngồi xuống cho em. Ngồi xuống. Làm gì vậy? Ngồi xuống. Làm gì vậy? Ngồi xuống đi. Với lại, nếu thiết kế kiến trúc mà cứ lặp lại khuôn mẫu cũ, vậy thì còn gọi là thiết kế kiến trúc gì nữa? Lại gọi quách là trùng lập cho rồi. Dù sao cũng thế mà đúng không? Vậy theo cô, làm thế nào mới khác đi được? Mở cánh cửa của bộ phận dự án. Mọi người cùng cạnh tranh bằng thiết kế của mình. Đây mới gọi là cách tốt nhất để thổi luồng gió mới cho Hưng Thần. Với lại, nếu cứ khư khư giữ lấy những quan niệm cũ thì làm sao có tiến bộ được chứ? Trông anh quen quá. Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi? Gặp rồi. Sao không nhớ nhỉ? Xin lỗi sếp Chu. Cô ấy sai rồi. Đừng có ầm ĩ nữa. Tôi sai. Các anh em, tôi tự phạt. Tôi cạn trước. Sếp Chu, ly này chưa có ai uống cả. Được rồi, tôi cạn ly này. Được lắm. Tôi, Ngọc Diện, Tiểu Phi Long kết bạn với anh ấy. Ngày mai
tôi phải rời xa bạn và nơi thân thuộc, phải chia lìa. Nước mắt tôi tuôn rơi. Ngày mai tôi phải rời xa. Vị nương nương, nương nương, dậy đi. Sao hôm nay cậu còn dậy sớm hơn mình? Tâm trạng tốt mà. Sao hôm nay mình đau đầu thế? Đau đầu? Mình lại uống say rồi. Cậu còn biết hả? Sao mình không nhớ gì cả? Hôm qua xảy ra chuyện gì? Hôm qua đúng là ngày xui xẻo của mình. May mà không phải ngày xui xẻo của mình. Ý gì hả? Ý mình là mấy ngày nữa mình sẽ rời khỏi cái ổ chó này. Ngày mai phải rời xa. Alo. Alo, có phải là cô Trịnh Vi không? Vâng, tôi đây. Tôi ở bên Hưng Thần. Alo, anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ lắm. Tôi ở bên bộ phận nhân sự của tổng công ty Hưng Thần. Mời cô một giờ chiều tới, được không? Không phải là định đuổi việc tôi đó chứ? Chủ nhiệm, anh tìm tôi có việc gì? Trịnh Vi, cô đã đi công trường được 3 năm rồi. Giờ công ty có sắp xếp khác cho cô. Chẳng lẽ là vì tôi uống rượu mà công ty muốn đuổi việc tôi? Sao thế được chứ? Nào, ngồi đi, ngồi đã. Chuyển chức vụ cho cô thôi. Chuyển chức vụ? Chuyển đi đâu? Bộ phận công tác quản lý. Quản lý? Bộ phận công tác quản lý à? Cô may lắm, sau này không cần đến công trường làm việc nữa. Cô không chỉ ở bộ phận công tác quản lý đâu, cô còn đảm nhiệm vị trí thư ký của phó tổng giám đốc công ty nữa. Tôi đi làm thư ký? Đúng. Không, chủ nhiệm, tôi học xây dựng, làm sao mà làm thư ký được? Anh có nhầm không? Chuyện này làm sao mà nhầm được? Không được, không được, không được. Tôi không gánh được công việc này đâu. Anh xem. Thứ nhất, tôi không đủ kiên nhẫn, không đủ cẩn thận. Thứ hai, tôi không giỏi viết lách. Thứ ba, chuyên ngành của tôi không đúng. Tôi học xây dựng 4 năm, đi công trình 3 năm. Thế này thì lãng phí quá. Đúng rồi, chủ nhiệm Hậu. Thực ra chúng ta vẫn còn một nhân viên khác, cô ấy học xây dựng, cũng đi công trường. Cô ấy tên là Lê Duy Nguyên. Tôi thấy thực ra cô ấy hợp với thư ký hơn tôi. Anh có thể cân nhắc mà. Ước mơ của tôi là làm một kiến trúc sư thôi. Tôi không biết gì về công việc sổ sách cả. Thực sự không biết sao mọi người lại nghĩ như vậy chứ. Vì tôi cần cô có kiến trúc chuyên ngành xây dựng, chứ không phải chỉ là một bình hoa di động đâu. Sếp chú. Sếp chú. Đúng đấy. Đây chính là phó tổng giám đốc mới nhận chức của công ty, sếp chú. Sếp chú. Bất cứ sinh viên nào cũng phải học hỏi trong các phương diện mới của công việc. Tôi luôn làm việc nghiêm túc, cho nên chức vụ thư ký của tôi không dễ làm. Theo thói quen của tôi sẽ cho cô 3 ngày để cân nhắc. Không đến cũng không sao, tôi có thể sắp xếp công việc khác cho cô. Alo. Không, đài cảnh báo rồi. Có ai biết chỗ mua tai nghe không? Của Audio Technica 3000.
Hầu Tử hả? Tôi hỏi chuyện này. Cậu có bạn bán đồ điện tử không hả? Có biết ai bán tai nghe audio không? Là cái gì mà L3000 đó. Cậu hỏi giúp tôi đi. Được, đắt cũng không sao. Tôi có tiền mà. Hỏi giúp tôi nha. Được. Ủa, mẹ mách với con là bố lén ra ngoài, suýt nữa thì ngã đó. Bố biết thừa mình đã già rồi, chân còn yếu nữa, còn chạy linh tinh làm gì. Con mua đồ bổ cho bố đây. Bố dùng đi nha, sau này lại có thể đi như bay đấy. Đuổi đánh con được luôn. Con trai, con cũng lớn rồi, nghiêm túc đi được không? Mau tìm bạn gái đi, rồi đưa về cho bố mẹ xem. Con có quá nhiều bạn gái, không biết chọn cô nào đi. Con nói chuyện đàng hoàng được không hả? Con à, lần này phải nghe lời bố, sau đó tìm cho mẹ một đàn dâu, nghe thấy chưa? Vợ thì phải chọn từ từ chứ, như bố đó, kết hôn xong là suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, làm mẹ con tủi thân cả đời, đúng không mẹ? Mẹ thích nghe câu này. Ngoan lắm, nào. Con trai ngoan thật. Đến ông rồi. Nào, đỡ hơn chưa bố? Đỡ thì cũng chẳng đến đâu. Chẳng biết bao giờ thì đi được nữa. Được rồi, toàn nói gỡ thôi. Ăn đi mà. Bố không được nói linh tinh. Hai mẹ con một người muốn bóp chết tôi, một người muốn cho tôi no chết. Đúng đó. Nào mở miệng ra nào, ăn tiếp đi. Nhanh lên. Bác sĩ đã nói với mẹ là tế bào ung thư của bố con đã lan từ gan đến phổi. Phẫu thuật cũng vô dụng. Giờ chỉ có thể dựa vào hóa trị để duy trì mạng sống. Mẹ, Quyên Nhi, mình có chuyện muốn nói với cậu. Thực ra hôm nay mình đến tổng công ty là vì sếp Chu muốn mình làm thư ký của ông ấy. Cậu, mình biết cậu nghe xong sẽ giận. Cậu đừng có kích động nha. Mình không biết sao họ lại chọn mình nữa, nhưng mình vẫn chưa đồng ý. Cậu khoan hãy giận, không thì mình bảo với họ để cậu đi nha. Quyên Nhi, mình về rồi. Cậu ăn cơm chưa? Có phải cậu cho rằng chỉ có thư ký mới được ăn cơm thôi, còn đám nhân viên như mình thì không được? Cậu biết rồi hả? Thực ra mình cũng đang định nói chuyện này với cậu. Cậu muốn nói gì chứ? Trình Vi, cậu cố ý đúng không? Rõ ràng cậu biết mình rất muốn có được cơ hội này, thế mà lại lén lút đi giành với mình. Nếu hôm nay mình không đến tổng công ty đưa tài liệu, thì có phải mình vẫn mù mờ không biết gì? Nguyện gì cậu tin mình đi. Mình thật sự không có tranh giành mà. Mình cũng không biết sao họ lại chọn mình nữa. Được rồi, đừng nói nữa. Trình Vi, mình quả thật quá thất vọng về cậu. Chúng ta quen nhau 7 năm, cùng ăn cùng ở 7 năm, thế mà cậu lại tranh giành chức vụ này sau lưng mình. Cậu bảo là cậu không làm, ai tin? Cậu muốn nói cậu gặp may. Thế thì may mắn này đến đúng lúc thật đấy. Cứ coi như mình mù đi. Uổng cho mình làm chị em với cậu mấy năm. Nguyên Nhi, việc rời khỏi đi,
thực sự quan trọng với cậu đến thế sao?